Sáng mùng 8 tháng 9, Bộ Y tế cho biết kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 550.996 ca mắc COVID-19 đứng thứ 51 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đợt dịch thứ 4 từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 546.683 ca, trong đó có 308.936 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 9 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc. Có 8 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Hải Phòng, Phú Thọ, Kon Tum, Hà Nam, Hải Dương, Quảng Ninh, Lào Cai. 5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang. Trong ngày mùng 7 tháng 9, có 10.253 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi 311.710. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.369 ca. Tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 13.701 ca. Trong 24 giờ qua đã thực hiện 415.446 xét nghiệm cho 1.118.641 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện 18.111.288 mẫu cho 41.278.424 lượt người. Tổng số liều vaccine COVID-19 đã được tiêm là 22.675.644 liều, trong đó tiêm một mũi là 19.231.238 liều, tiêm mũi 2 là 3.444.406 liều.